nhân COVID-19. Cô dâu Ngọc Diệp đã chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh gần 2 tháng nay. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình Thời sự tối thứ năm ngày 30 tháng 9 xin gửi tới quý vị những nội dung. Và được tiêu thụ thuận lợi, địa phương này cũng đã xây dựng kịch bản đảm bảo tiêu thụ nông sản trong các tình huống dịch bệnh. Huyện Tân Yên nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10, chiều nay đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên